Thưa quý vị, tập trung rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu theo nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 và tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, đặc biệt là các chỉ tiêu đạt thấp so với tiến độ và kế hoạch đề ra theo nghị quyết nhiệm vụ năm 2024, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024, rà soát, theo dõi tiến độ thu chi ngân sách, đảm bảo hoàn thành dự toán chỉ tiêu được giao trong năm 2024. Đó là một số ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác quý tư năm 2024 diễn ra vào sáng nay ngày 26 tháng 9. 9 tháng qua, thành phố Cần Thơ đã kết nạp trên 1.500 đảng viên, đạt gần 98% kế hoạch. Công tác tổ chức xây dựng đảng được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, đảm bảo nguyên tắc, chặt chẽ, khoa học, đúng quy định. Lĩnh vực kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt gần 87.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách gần 11.500 tỷ đồng, đạt khoảng 64%, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản gần 4.300 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch Thủ tướng giao và đạt gần 50% kế hoạch Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo thành phố cũng xác định việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung thực hiện quyết liệt trong những tháng cuối năm. Đồng thời tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu theo nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 và tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, đặc biệt là các chỉ tiêu đạt thấp so với tiến độ và kế hoạch đề ra theo nghị quyết nhiệm vụ năm 2024. Còn mấy cái chỉ tiêu mà chúng tôi cũng đã nhắc rồi. Một là tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố và kinh tế. Hai là cái thu nhập bình quân đầu người. Ba là cái vấn đề huy động vốn nguồn lực đầu tư xã hội. Bốn là cái vấn đề giải ngân đầu tư công. Người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ cũng lưu ý các cơ quan đơn vị địa phương cũng như người đứng đầu các cơ quan chuyên môn cần dành thời gian công sức để nghiên cứu, phân tích từ nền tảng và thực tiễn của thành phố Cần Thơ để đề xuất cơ chế chính sách đặc thù giúp Cần Thơ tháo gỡ được vướng mắc, tạo những động lực lớn hơn, khơi thông nguồn lực phát triển. Cụ thể hóa quyết định 1519 và kế hoạch thực hiện của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây nó là cái văn bản pháp lý rất là quan trọng. Chúng ta phải đeo bám và cụ thể hóa bằng các cái quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong các cái danh mục dự án để kêu gọi đầu tư mà trong cái quyết định 1519 đã có đề cập. Cho nên là chúng ta tập trung đeo bám các cái công trình dự án này trong quá trình triển khai thực hiện cụ thể hóa quy định luật đất đai, các luật có văn bản luật có liên quan khác để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch đất đai, phát triển đô thị, xây dựng, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Ở đây chúng tôi cũng xin lưu ý là Thành ủy cũng đã có chỉ đạo để chính quyền thành phố phải có chỉ đạo cho các sở ngành, quận huyện phải tổ chức tập huấn quá trình triển khai cái luật đất đai và các luật liên quan. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cũng đề nghị các cấp các ngành địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đảm bảo đầy đủ kịp thời, đúng quy định, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.